cầu vượt trên đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình tại ngã tư đoạn qua xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên được xây dựng từ tháng 7 năm 2023. Có tổng chiều dài tính cả đường dẫn là 800 m với mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Cầu được xây dựng đã góp phần giảm ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông tại ngã tư này. Thế nhưng hơn một năm nay, gầm cầu bị các hộ dân chiếm dụng để mở quán bán nước. Người đi qua đi lại khi vào uống nước gây mất an toàn giao thông. Nhiều chủ quán còn ngang nhiên bày bàn ghế biển quảng cáo che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông. Lái xe tải, xe con còn ngang nhiên tận dụng các khoảng trống dưới gầm cầu để làm nơi đỗ xe, khiến gầm cầu càng trở nên lộn xộn. Ngoài bán đồ ăn, nước uống giải khát, nhiều hộ còn bày bán cả tấm pallet ngay dưới gầm cầu, trong khi phía trên đều là các hệ thống đường điện, nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn. Em đi qua đây rất nhiều nên là em gặp rất là nhiều cái trường hợp là đỗ xe dưới gầm cầu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất mỹ quan đô thị, gây ảnh hưởng rất là nhiều. Cái tình trạng này cũng đã xuất hiện rất là lâu rồi. Bản thân tôi thì thấy là nó cũng sẽ dẫn đến cái sự mất trật tự an toàn giao thông này, trật tự an ninh xã hội này, những cái vấn đề như cháy nổ. Tôi cũng có những cái bài báo nói về việc mà cháy nổ ở dưới gầm cầu và những cái vụ việc mà phát sinh như gây mâu thuẫn dưới gầm cầu. Cũng trên đường đối hai cao tốc cầu vượt, đoạn đi qua xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, gầm cầu trên đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn qua xã Vân Du, huyện Ân Thi, cầu Bắc Hưng Hải, đoạn qua huyện Văn Giang cũng diễn ra hình ảnh tương tự khi bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán. Việc làm này không chỉ vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây mất an ninh trật tự mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông. Theo một số hộ dân cho biết, tình trạng này diễn ra khá lâu nhưng không bị cơ quan chức năng tới ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Đường cao tốc ở trên xe cộ đi nhiều, ngồi ở dưới uống nước, rác thải vứt đầy ra ngoài đường. Ở làng văn hóa Cao Trai, người ta câu điện từ Ba Pha xuống. Về phía đơn vị quản lý tuyến đường nối hai cao tốc thì cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhưng mà hiện tại thì các cái tái diễn vi phạm vẫn cứ xảy ra, có thể xảy ra cái nguy cơ cháy nổ rất là lớn. Và nếu mà xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống điện và toàn bộ cái kết cấu của cầu, thiệt hại cái tài sản nhà nước rất lớn. Đối với địa phương chúng tôi thì cũng đã nhìn thấy tiềm ẩn cái sự mất an toàn giao thông tại cái khu vực này, thì cũng đã đến trực tiếp các cái hộ gia đình để tuyên truyền vận động. Thế và chúng tôi cũng đã có các cái văn bản để đề nghị lên Sở Giao thông Vận tải, thế rồi là Cục Đường bộ xây dựng cái rào chắn để toàn bộ cái khu vực gầm cầu ấy. Nếu như không có thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với cái công ty 236 để chúng tôi xử lý dứt điểm các cái hộ mà kinh doanh buôn bán tại cái khu vực gầm cầu Hưng Hà. Để đảm bảo an toàn giao thông các khu vực gầm cầu vượt, các địa phương cần có phương án sắp xếp để đưa các hộ kinh doanh buôn bán vào đúng nơi quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chiếm dụng gầm cầu để kinh doanh buôn bán và dừng đỗ xe tùy tiện ngay dưới lòng đường, gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua đây.